Người đã đến với kênh điện máy Vũ Khang Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một dòng máy giặt của Samsung 9kg có cửa phụ cho quần áo bất kỳ thời gian lúc nào. Mình sẽ cho quần áo qua cái cửa phụ này. Model là VKVK90TB54DSB. Con này nó có 9kg và 10kg, màu đen và màu trắng. Đây là mình đang review con màu đen. Sau đây mình sẽ giới thiệu mọi người qua một số tính năng cực kỳ, cảm thấy là cực kỳ, nó là đi trước tương lai của máy giặt. Đầu tiên chúng ta mở nút nguồn này, bảng điều khiển sẽ hiện lên này, lấy hết đồ này, bấm OK chào mừng, xoay nút để thực hiện khám phá. Máy giặt AI, công nghệ trí tuệ nhân tạo đầy đủ hết nhá. Đây là chế độ cốt tông, 1 giờ 27 phút, nhiệt độ là 40, hai lần xả nước và vòng vắt là 1400, mình có thể chỉnh nhá. Chỉ xả không vắt. Xả hai lần. 4. Cái này mình tùy chỉnh được. Nhiệt độ tùy chỉnh được. Đây chế độ cốt tông nhá. Giặt nhanh 15 phút. Sạch siêu tốc 39 phút. Đây là 39 phút là mặc định, khi mà mình cho quần áo vào thì có thể là cái trí tuệ nhân tạo AI của nó sẽ được tính được cái thời gian, có thể là dưới, ví dụ mình cho ít quần áo và quần áo không bẩn thì là nó sẽ giảm cái thời gian giặt này xuống, hoặc là tăng lên khi mà máy cảm thấy là quần áo mình bị bẩn. Nên là dòng máy giặt của Samsung là mẫu mã đã đẹp rồi và có công nghệ AI thì kết nối SmartThings với cả điện thoại. Bảng điều khiển thì hướng đến tương lai nhé, đi trước tương lai. Sợi tổng hợp này cực kỳ dễ dàng sử dụng. Khăn tắm này, ga giường, áo sơ mi, giặt hơi nước, đồ len, đồ mặc ngoài trời, đồ thể thao, đồ màu, đồ gym, đồ trẻ em, giặt siêu êm, ngày nhiều mây, xả vắt, thoát nước vắt, vệ sinh lồng giặt, cực kỳ dễ dàng sử dụng. Đối với những người lần đầu tiên mà sờ vào cái máy này thì toàn là hướng dẫn bằng tiếng Việt hết. Khi cài đặt thì mình sẽ cài đặt cho mọi người là tiếng Anh hay tiếng Việt, thì mình cài đặt tiếng Việt thì tất cả các tính năng và hướng dẫn sử dụng của máy giặt Samsung này đều là tiếng Việt. Sản phẩm được bảo hành 24 tháng tại nhà của công ty Samsung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của điện máy Vũ Khang.